Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự tuyên phạt bị cáo Lê Văn Út, sinh năm 1985, ngụ xã Nam Thái A, huyện An Biên, 12 năm tù về tội sát hại người khác. Nạn nhân trong vụ án này là cháu Nguyễn Thị Yên Chi, 16 tuổi, là con riêng của người vợ hờ và sống chung nhà với bị cáo. Theo cáo trạng, vào năm 2015, Lê Văn Út và bà Tô Thị Kiều chung sống với nhau như vợ chồng, cùng hai người con riêng của bà Kiều là cháu Nguyễn Trung Nguyên và Nguyễn Thị Yên Chi. Đến khoảng 21 giờ ngày 22 tháng 10 năm 2021, Út đi nhậu về, kêu cửa nhưng không ai ra mở. Út đi đến cửa sau và cửa trước, dùng tay giật mạnh cửa nhưng không ra. Khi vừa thấy Nguyên ra mở cửa, Út cầm dao tác động trực tiếp một nhát trúng vào bả vai phải của Nguyên. Lúc này bà Kiều chạy vào can ngăn thì bị Út tác động tiếp một nhát trúng vào bả vai phải. Cháu Yên Chi tiếp tục đến can ngăn cũng bị Út cầm dao chém hai nhát vào vùng trán trên đầu, gây thương tích nặng. Sau khi gây án, Út bỏ lại cây dao rồi rời đi. Còn ba mẹ con của chị Kiều được người dân đưa đi bệnh viện điều trị vết thương. Hậu quả theo kết luận giám định, tỷ lệ thương tích mà Út gây nên cho cháu Yên Chi là 31%, bà Tô Thị Kiều là 3%, Nguyễn Trung Nguyên là 1%. Sau đó, Út bị công an bắt giữ về tội sát hại người khác. Ngoài lãnh mức án 12 năm tù, Út đã bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền trên 30 triệu đồng.